Hello, xin chào lại các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu món súp bánh canh sườn heo. Rất là ngon luôn đó các bạn. Mùa đông này mà ở trong nhà mình ăn một tô bánh canh nóng hổi như vậy, còn gì là tuyệt bằng, đúng không các bạn? Và những nguyên liệu mình sẽ giới thiệu sau đây. Để tạo ra món tô bánh canh sườn heo thì những thành phần gồm có 500g sườn heo, một nhúm tôm khô, 4 con khô mực, một muỗng tiêu xay, 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, 2 muỗng cà phê nước mắm. Và những rau củ để nấu cho cái món súp này gồm có bắp cải trắng, nấm tây, nấm đông cô, hành ba gô, hành lá và cà rốt nha các bạn. Chúng ta bắt tay vào làm nhé. Sau khi mình rửa nước muối cho thịt và mình rửa lại 2-3 lần nước cho thật sạch thịt để ráo và đem qua ướp. Mình cắt chút hành lá. Mình cho vào một chút bột ngọt, một chút bột nêm, một chút đường, một chút nước mắm. Và mình lấy đũa mình xào lên, mình trộn đều tất cả gia vị huyện vào trong thịt để cho cái gia vị thấm đều vào trong các thớ thịt. Để khi mà mình xào lên, mình lúc mà mình nấu nước súp á, mình bỏ miếng dầu phi lên á, mình xào cho thịt nó săn lên á. Khi mà mình nấu nước dùng á, rất là trong và thơm ngon lắm các bạn. Khi mình ướp thịt xong mình để đó, rồi mình đi qua cắt rau củ nha các bạn. Rồi chúng mình quay lại, thịt sẽ thấm đều và mình bắt đầu nấu là được rồi. Sau khi mình đã gọt rau củ xong rồi và mình đem qua đây mình rửa nước lạnh, rồi mình bỏ vào miếng muối, mình rửa đi rửa lại 3 lần như vậy cho nó thật sạch nha các bạn. Mình rửa sạch như vậy để mình ăn nó bảo đảm vệ sinh cho sức khỏe của mình thôi. Dù trong rau củ có thuốc thì nó cũng đi hết trơn à, nó không còn ở lại trên rau củ. Và mình bắt cái chảo lên, đổ vô chút dầu và mình xào thịt cho nó săn lại. Khi mà mình nấu súp á, mình phải qua cái khâu này á, thì cái thịt sườn á, nó sẽ ngon lắm, nó không có vướng lại cái mùi thịt heo. Mà nấu nước á, nó thơm dữ lắm các bạn. Mình phải xào cho đến khi miếng thịt nó co lại và nó không còn thấy chút nào máu nữa là ok đó. Rồi mình đổ vào trong nồi 2 lít nước lọc nha các bạn.
cái nước súp này mình nấu á, không thua gì ngoài tiệm đâu các bạn à. Hương vị rất là đậm đà, rất là ngon luôn á, rất là đặc sắc luôn đó các bạn. Khi mà nước sôi lên á, mình phải đứng vớt bọt cho hết nha các bạn. Vớt bọt thật kỹ thì khi sau này á, cái nước súp của mình á, nó trong, nó thơm, nó ngon lắm các bạn à. Mình hả ghiền ăn cái súp này mình nấu lắm á. Các bạn hãy nấu theo công thức của mình nha. Các bạn sẽ không có phải hối hận vì đã xem mình nấu. Và mình đi rửa tôm khô, khô mực, rửa cho nó ra hết cát và dơ, rồi để ráo, xong mình đem qua micro không, mình nướng khoảng 1 phút cho nó quéo lại hết và mình bỏ vào nước súp luôn nha các bạn. Đặc biệt cái món súp này là có tôm khô khô mực, nó tạo ra một mùi hương rất là dịu, nó rất là ngon luôn á, mình không biết nói sao nữa. Nói chung là ngon đó. Sau khi mình nướng tôm khô và khô mực xong thì mình đem qua, mình đổ vào nồi súp luôn nha các bạn. Rồi mình bỏ bắp cải trắng, hành bơ rô, cà rốt, nấm nâm hương vào nha các bạn. Cách nấu súp của mình sẽ ra một hương vị đặc trưng, rất là ngon. Và mình đổ bột nêm vào, đổ đường vào. Mình hầm cho đến khi bắp cải trắng nó chín rồi đó, mình vớt ra nha các bạn. Mình bỏ thêm chút tiêu vào. Mình thấy có bọt thì mình cứ vớt, để cho một hồi á, cái nước súp của mình nó trong veo luôn á, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Và mình đã vớt bông bắp cải trắng xong rồi. Và mình bỏ nấm tây vào nha các bạn. Mình nêm nếm cho vừa ăn khẩu vị của mình rồi thì mình sẽ múc ra tô bánh canh mình ăn. Mình cho vào thêm miếng nước mắm. Đó, bánh canh nghi ngút khói luôn. Để trên mặt bánh canh là một chút tiêu nè. Rồi mình múc nước súp sườn lên, bỏ lên trên bánh canh. Wow, nhìn thôi đã hấp dẫn quá rồi. Các bạn nhìn, các bạn thấy đói bụng không? Chứ mình á, làm nãy giờ thì cũng đã đói rồi.
Mình sắp xếp những rau củ trên mặt cho nó đẹp mắt. Đó, bạn thấy chưa? Nước súp của mình nấu á, rất là trong luôn á. Bạn nấu cái nước ra cái độ vàng sánh vàng như vậy là đạt rồi đó. Trên cả tuyệt vời luôn đó các bạn ơi. Mùi thơm nghi ngút. Và đây, sản phẩm mình đã làm hoàn tất. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Món bánh canh sườn heo. Rất là ngon luôn. Ở ngoài kia thì đang trời lạnh đó. Mình nấu món này ăn là tuyệt cú mèo. Bạn cho vào tỏi xay nữa. Tỏi phi á. Thôi nó thơm dữ lắm luôn á. Hoặc là bạn bỏ vô hành phi cũng được luôn. Nhưng mà đặc biệt bạn phải ăn với ớt giấm nó mới ngon nha. Chứ mà bạn ăn ớt thường mà trái cắt ra cũng không có ngon bằng đâu. Mình nói thiệt luôn đó. Bạn cảm thấy lạc thì bạn cho vào miếng nước mắm và nặng miếng chanh. Bỏ hành vào. Wow, khói nghi ngút. Thơm nức cả mũi luôn. Các bạn hãy vào bếp làm món này cho mọi người cùng ăn nha. Thôi, bây giờ mình chúc các bạn có ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và những ngày nghỉ bên gia đình thật là ấm cúng và hạnh phúc. Các bạn thấy thích thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và ủng hộ kênh cho mình bằng cách nhấn nút đăng ký ở dưới video nha các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!